Hôm nay vợ cho anh ăn món gì vậy? Hôm nay cô Út tới, em nấu mấy món mà cổ thích á. Anh nếm thử xem được chưa? Mà thôi được rồi, vợ anh nấu lên số 1 là còn gì. Chị Linh ơi, ra xếp đồ của tôi coi. Không biết rồi hả? Làm cái gì không biết nữa. Hình như cô Út tới, để em ra ngoài cửa. Ủa em mới tới hả? Chị xin lỗi nha, chị nấu ăn trong bếp nãy giờ không có nghe tiếng chuông. Em đi được chắc mệt rồi đúng không? Em ngồi xuống đây nghỉ nha, chị đi lấy nước cho em uống. Nhớ đem lạnh đó nha, trời nóng lắm. Chị dâu của em nấu nướng sáng giờ rồi bếp có được không đâu? Mà em sai như là sai vô xin vậy hả? Em có sai ra lệnh gì đâu, anh đừng có mà bên vợ anh. Thôi, hai anh em đừng cãi nhau nữa. Em uống nước đi, rồi chuẩn bị xuống ăn cơm nha. Em ăn đi nha, ăn nhiều vô. Ủa sao thế em?